Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, ngày 10 tây tháng 12, ngày mà đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng huy chương vàng SEA Games. Và tại Lý Đô Sài Gòn TV cũng đang tổ chức một cái ngày rất là đặc biệt, đó chính là ngày sinh nhật của anh Đoàn Trọng. Wow! Happy birthday! Vâng, cảm ơn chương trình. Nhưng mà kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi giành cơ hội chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, và đồng thời đây là một trong những ngày có thể nói đến vì tôi và anh Trường, hai người cách đây 6 năm trước đã thực hiện chương trình Cà Phê Sáng, và đây là những ngày đầu tiên khó khăn nhất trong cái nghề gọi là làm phóng viên báo chí của chúng tôi. Và với sự giúp đỡ và tận tình của đài Lý Đô Sài Gòn TV, cũng giống như anh Trần Trường, không phải là Trần Trường mà là Nguyễn Trường, bất kể muốn nói gì nói. Hôm nay chúng tôi cũng chào đón birthday của Cà Phê Sáng, thưa Nguyễn Trường. Cà Phê Sáng cách đây 6 năm, lúc bây giờ thì tôi với anh Đoàn Trọng nghĩ ra là một cái chương trình gì đó vào buổi sáng mang lại tin tức cho mọi người, những tin tức qua đêm hay những tin tức nóng hổi trên mặt báo, hoặc là những cái tin về xã hội, dân sự vân vân. Thì tới hôm nay đã làm được 6 năm rồi. Đúng lý ra là những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 đó, thì đúng là ngày birthday của Cà Phê Sáng. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi gom lại thành một ngày cho nó tiện luôn, đó là birthday của anh Đoàn Trọng ngày hôm nay nữa. Anh cách đây là bao nhiêu năm nhỉ? Wow! Đúng vào ngày này, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được đưa ra tại Liên Hiệp Quốc ngày 10 tháng 12 năm 1948. Kính thưa quý vị, ngày đó may mắn tôi cũng mở mắt chào đời. Wow! Ngày hôm nay, như anh Đoàn Trọng nói, từ sáng tới giờ thì có nhiều cái tin sẽ đi vào lịch sử lắm. Thí dụ như là cái việc luận tội của Tổng thống Trump ngày hôm nay là sẽ đưa ra hay là sẽ hoãn lại nữa thì mình chưa biết, nhưng mà lịch sử nữa là trong 60 năm qua đội Việt Nam giành chiến thắng SEA Games trong là một giải vô địch. Đây là 10 năm rồi đội tuyển Việt Nam trở lại với chức vụ vô địch Đông Nam Á vận hội ở hai cái giải bóng đá nữ và giải bóng đá nam. Nhưng kính thưa quý vị, Cà Phê Sáng chúng tôi có thể nói tồn tại với sự đóng góp của rất nhiều người, trong đó có Xuân Quỳnh là người trẻ nhất, mới nhất đến với chương trình của chúng tôi. Bên cạnh đó thì chúng tôi phải nói đến bác sĩ Michael Đào và bác sĩ Trương Minh Như. Hai vị bác sĩ có thể nói là tận tình với nghề nghiệp của họ, và họ đã giúp đỡ cho chương trình của chúng tôi có thể nói với một cái số lượng kiến thức rất nhiều. Bác sĩ Michael Đào và tất cả những nhân viên của Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào đã có thể nói rằng bất kỳ lúc nào, và tất cả những sự kiện về y tế mới cũng giống như bác sĩ Trương Minh Như. Một lần nữa, nhân hôm nay ngày birthday của Cà Phê Sáng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ Đào cũng giống như bác sĩ Trương Minh Như đến với chương trình chúng tôi rất nhiều, thưa hai bác sĩ. Of course, of course. Lâu chưa ha Michael? Sao với anh lâu chưa? Anh sau 6 năm thì Michael mấy năm? Michael cũng bác sĩ Michael 4 năm đến với chúng tôi trên 4 năm. Đó, thấy bây giờ, ok. Bác sĩ Như? Bác sĩ Như thì lúc có, lúc không. Lúc ẩn, lúc hiện. Nhưng mà vẫn khỏe như thường. Vâng. Tại vì từ dưới nhà mang lên trên lầu này một cái bánh mà không nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người đó. Wow, wow. Và bên cạnh đó thì chương trình của chúng tôi cũng cần nhiều phóng viên đi ra ngoài, và càng ngày thì quý vị thấy cô bệnh áo xanh ở đây là cô Lan, cũng một trong những người giúp đỡ cho chương trình của chúng tôi. Cô đã hướng dẫn chúng tôi lên San Jose làm việc với tất cả những cái công ty ở trên đó, những cái nơi gọi là Thiên Long Sơn, và cảm ơn cô đã giúp đỡ cho chương trình của chúng tôi trong cái thời gian qua, và hy vọng trong tương lai cô sẽ cộng sáng với chương trình chúng tôi nhiều hơn, phải không thưa cô Lan? Vâng, đó là những gì mà hôm nay chúng tôi cảm ơn tất cả những người nào đã theo dõi chương trình của chúng tôi sáng nay, giúp chúng tôi thật nhiều. Trở lại anh Nguyễn Trường lúc này thì như thế nào? Anh có tiếp tục với chúng tôi hay không nè? Tôi thì bị một cái bệnh mà chắc là nhiều người cũng giống, đó là thức dậy sớm không nổi. Chắc nhiều người cũng bị lắm thưa bác sĩ. Có ai nói là tôi văn phòng bác sĩ mình nói rằng là tôi dậy sớm không nổi không bác sĩ? Cũng có chứ. Có. Cho nên thường thường là người trẻ chứ, người lớn tuổi thì thường thường khó ngủ hơn là dậy sớm hơn. Tôi thì giúp cho Lý Đô Sài Gòn TV với chương trình
Cà Phê Sáng hay là chương trình của anh Hoàng Trọng Thụy đó, mỗi khi mà các anh em có bận công việc đi về kê sân hoặc là đi ra ngoài làm phóng viên ở những nơi nào khác thì tôi thế mà trong một ngày hai ngày thì được. Kính thưa quý vị, một trong những người mà chúng tôi muốn hôm nay để ngỏ lời cảm ơn và hình ảnh của người đó không có thể bật lên đây được vì hiện đó người đó đang switch tất cả các máy ở trong phòng máy, đó là anh Huy, một trong những người đầu tiên đã đến với chương trình của chúng tôi và là một trong những người phụ tá produce trong cái chương trình này. Anh là một trong những người trẻ thuộc thế hệ thứ hai lớn lên tại Hoa Kỳ. Với cái sự đam mê công việc của anh, mỗi buổi sáng anh đến đây trước chúng tôi khi chương trình Cà Phê Sáng khởi sự, phải không Xuân Quỳnh? Dạ vâng, đúng vậy, anh Huy bao giờ cũng là người thức dậy sớm nhất và lúc nào cũng có mang đến những cái hình ảnh đẹp cho cái chương trình Cà Phê Sáng của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, mỗi một ngày của Cà Phê Sáng chúng tôi khởi đi từ lúc 5 giờ sáng với tất cả những cái account của đài chúng tôi có được từ AFP cho đến AP, cho đến Reuters, CNN, cũng giống như CBS. Chúng tôi gửi tất cả các tin tức, đọc tất cả những cái sự kiện diễn biến trong ngày, có thể nói nhanh nhất, gần nhất, và sau đó chúng tôi gửi đến cho phòng máy. Anh Huy là người sẽ chọn lọc và tất cả những lấy tất cả những hình ảnh, tất cả những sự kiện gom lại với nhau. Và sau đó Xuân Quỳnh cũng giống như là Nhi Huyền, và ngày xưa thì anh Trường, cũng giống như tất cả những người cộng tác với chúng tôi đến và chúng tôi soạn thảo ra. Và chắc là quý vị có điều kiện đến đây thì quý vị sẽ thấy một trong những ngày rất là gấp rút, rất là cấp tốc đến với chúng tôi. Và có nhiều khi, kính thưa quý vị, chúng tôi không kịp để microphone vào trong người nữa. Rất nhiều cái sự kiện mà có thể nói nhiều khi cũng bị xảy ra như thường, phải không? Vâng. Thường thường đó thì nếu mà quý vị lên trên YouTube mà coi lại đó, thì có nhiều cái chương trình của người Mỹ họ gom góp lại những cái hình ảnh mà gọi là bị hư trong lúc mà đang là làm phóng viên hay là đang quay phim hay là chương trình TV, gọi là blooper. Đó. Thì bây giờ nếu mà Đài Việt Nam mình có làm một cái chương trình đó thì chắc cũng vui lắm rồi, tại vì nhiều khi mình đang đọc tin tức mà con ruồi con muỗi nó bay ngang qua mình không dám chớp mắt nữa, thưa quý vị, hoặc là chúng ta đang muốn hắt xì cũng không dám nữa, phải ngưng lại ngay. Cho nên làm chương trình mà buổi sáng Cà Phê Sáng mà làm live như vậy đó cũng có nhiều cái khó khăn nó xảy ra, gọi là nhiều sự cố lắm. Tôi nghĩ rất là khó khăn chứ không phải nhiều cái khó khăn, lúc nào cũng khó khăn hết. Bên cạnh đó thì có thể nói là chương trình y tế của bác sĩ Michael Đào là một trong những chương trình mà được nhiều người xem nhất vào mỗi sáng thứ sáu. Và phải nói rằng là nhiều người ở tại Việt Nam cũng giống như Australia, cũng giống như tại Đức đã nói rằng ồ quý vị bảo quá, có vị bác sĩ còn sửa sắc đẹp ngay trên truyền hình nữa. Bác sĩ Michael Đào là một trong những người mà rất gần gũi với chúng tôi. Bác sĩ, một lần nữa cảm ơn bác sĩ thật nhiều, bác sĩ. Không, tôi thấy là ngày hôm nay sau khi mà cái chương trình mà căng da mạch hay là bơm cái gì vô trong mạch trong bữa đó, tôi thấy ngày anh Đoàn Trọng ngày hôm nay birthday trẻ ra. Hỏi bác sĩ Michael Đào nha. Thì em có căng chỉ đó, thấy anh Trọng căng chỉ nó cái đường mép này nè, nó không cái xệ xuống nhiều nữa, không nâng lên chút xíu. Nhưng mà bác sĩ cũng mỗi một tuần như vậy, dù là một ngày, dù là có thể nó chỉ có hai section thôi, nhưng mà bác sĩ cũng soạn rất nhiều tin tức, phải không thưa bác sĩ? Nửa tiếng nhiều lắm chứ. Dạ, tiếng. Nhiều bác sĩ lên 5 phút nói còn không nổi mà lấy theo vậy đi nửa tiếng nói chuyện, mà tin tức phải mới nữa, of course. We can just do, không đâu có thể lấy tin cũ hoài được. Thì mỗi tuần nó gọi là cái new health news đó, những cái gì mà update mới nhất, những cái tin tức mới nhất, of course we have to look. Tại chiều nhiều tối anh biết không, đêm đó là 1 giờ đêm sáng mới dậy mới ngủ đó. Chứ không phải giỡn đâu. Tới đêm hôm trước là thứ năm á, là muốn soạn ra 5-10 cái tin tức á, thì soạn cho Michael mà soạn cho bác sĩ Lee nữa. Đồng thời chúng soạn cho bác sĩ Lee. Vâng, kính thưa quý vị, ngày thứ năm là mỗi buổi chiều chúng tôi phải liên lạc với bác sĩ Michael Đào. Bác sĩ, ngày mai bác sĩ sẽ làm cái gì cho chúng tôi biết, và bác sĩ sẽ sơn là như thế này, thế nọ, thế kia. Và chắc là quý vị sẽ thấy những người làm nghề truyền hình như chúng tôi cũng không có thể nói, có thể nói rằng không phải dễ dàng, phải không thưa Xuân Quỳnh? Xuân Quỳnh mấy tháng đây này, gần cả năm trời bước vào nghề thì thấy như thế nào nè? Cảm thấy là đôi khi mình bước vô á, mình mới hiểu được những cái khó khăn. Nhiều khi đôi khi mình coi TV thôi thì mình không biết được những người xướng ngôn viên hoặc là những cái người producer họ gặp phải những cái khó khăn gì. Nhưng mà làm việc chung với anh Đoàn Trọng bao nhiêu năm nay đó thì Xuân Quỳnh thấy là làm việc với anh Đoàn Trọng có mệt hay không? Phải nhanh, làm việc với anh Đoàn Trọng là phải nhanh. Và bên cạnh phải đó phải ứng phó cho kịp thời. Còn bác sĩ Như, thật bác có thể nói rằng bác sĩ Như ngoài đời là một người bạn với chúng tôi, là một trong những người anh của chúng tôi. Và
bác sĩ rất nhiều, có thể nói dành thiện cảm cho chương trình Cà Phê Sáng của chúng tôi. Bất kỳ lúc nào chúng tôi gặp khó khăn, có thể nói bác sĩ Như là cái phao của chúng tôi. Chúng tôi thiếu tiết mục gì là chúng tôi cũng hỏi bác sĩ Như. Bác sĩ Như, ngày hôm nay bác sĩ là một trong những vị bác sĩ có thể nói được rất nhiều người trong cộng đồng người Việt biết đến, nhưng mà bác sĩ luôn luôn bày tỏ có thể nói là niềm yêu thương dẫn dắt rất những người trẻ. Đây là một cái sự kiện mà có thể nói Cà Phê Sáng chúng tôi không bao giờ quên được, thưa bác sĩ. Có cái duyên trở lại ngành y tế và học lại tại Hoa Kỳ thì tôi thấy là có lẽ ơn trên đã muốn tôi phải hành nghề trở lại trong cái môi trường này. Do đó thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng và luôn luôn là hòa đồng với tất cả các anh em, đàn em của chúng tôi, trong đó có bác sĩ Michael Đào. Thật sự thì đối với Cà Phê Sáng thì cái duyên tôi gặp Đoàn Trọng cũng như Nguyễn Trường lúc trước thì lúc nào cần thì thiếu người thì cứ kêu tôi lên. Tại dĩ nhiên tôi không có kêu tôi lên bất tử, mà sáng ngày mai mới có chương trình mà tối nay đã kêu tôi rồi thì sáng thì cứ lên thôi, cứ ứng phó những cái chuyện gì mà nó hot nhất đương xảy ra ở trong ngành y tế. Và do đó thì Cà Phê Sáng cũng là một cái chương trình mà chúng tôi rất là thích, và nếu mà không có lên trên đài thì tôi cũng ở nhà để xem cái chương trình đó. Vâng, bên cạnh đó thì kính thưa quý vị, ngày nay Cà Phê Sáng chúng tôi mong muốn sự hội nhập với tất cả những người trẻ, những người lớn lên tại Hoa Kỳ, cũng giống như những người hiện nay đang làm ở những cái công ty hãng như cô Lan ở đây. Cô cũng dành thời giờ part time, cô đến với chương trình của chúng tôi và cô cũng cho biết tất cả những cái dự kiện, những cái nơi nào và cái cầu nối để giúp cho chúng tôi có cơ hội gặp gỡ những hãng, những cái cơ sở mà chúng tôi muốn gửi đến tất cả những thông tin đó. Một lần nữa thay mặt cho Cà Phê Sáng cảm ơn cô rất nhiều trong cái thời gian gần gũi ở đây. Cô đã giúp cho chương trình của chúng tôi có mặt ở khắp nơi, tất cả những cái công ty mà có thể nói rằng là mọi người đều muốn biết đến. Thưa cô cảm ơn chân thành nhất đến với tất cả những gì cô đã giúp cho chúng tôi. Và một lời cảm ơn cuối cùng đến tất cả quý vị và khán thính giả đang coi chương trình Cà Phê Sáng. Không có quý vị thì chương trình Cà Phê Sáng không có được tới 6 năm tới ngày hôm nay, tại vì quý vị đã thương mến xem chúng tôi hàng ngày, quý vị đã đóng góp những ý kiến có khen có chê làm cho chương trình càng ngày càng phong phú hơn. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi đồng hành mỗi buổi sáng từ 6 giờ tới 7 giờ trên băng tần của Little Sài Gòn TV. Bên cạnh đó chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Tuấn, một trong những người vì ngày nay vì công việc khác phải không có thể tiếp tục với Cà Phê Sáng. Anh Tuấn cũng giống như là Nina Dương, tất cả những người đã cộng tác với chương trình Cà Phê của chúng tôi, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.